xin kính chào quý thính giả của kênh Việt Vision. Kính thưa quý vị, như ở clip trước mà tôi đã nói về cái sự kiện Chùa Ba Vàng, là trong cái sự kiện Chùa Ba Vàng thì báo chí và truyền thông cũng đã nói rất nhiều, nhưng riêng cái bản thân tôi thì tôi đã thấy được trong cái sự việc của Chùa Ba Vàng nó có ba cái vấn đề mà ở cái bài nói chuyện trước tôi đã phân tích về cái vấn đề chúng ta sẽ nhìn nhận như thế nào để gọi là đúng, gọi là sai, để đúng với chánh pháp, và như thế nào gọi là sai, không đúng với chánh pháp của nhà Phật. Bởi vì phần lớn các báo chí đều nói đến cái sai, nhưng mà không nói được cái như thế nào là sai, như thế nào là đúng, mà cái phần đúng và sai như thế nào để cho nhìn nhận cho nó đúng theo cái chánh pháp của nhà Phật, thì ở cái bài nói chuyện trước thì tôi cũng đã phân tích rồi. Hôm nay tôi sẽ đi vào cái phần thứ hai, đó là phần tập kích truyền thông. Tập kích truyền thông là vấn đề, là điều có thật và đã xảy ra. Đây là cái cách nhìn, theo cái cách nhìn của tôi, và tôi đã trong cái buổi nói chuyện hôm nay tôi sẽ đưa ra những cái dẫn chứng cũng như cái trao đổi thực tế về cái vấn đề tập kích truyền thông theo cái góc nhìn của tôi, cũng để gửi đến quý thính giả để cho quý vị sẽ có những cái nhìn thực tế và cũng như cái góc nhìn nó đa chiều hơn và nó rộng rãi hơn trong cái dư luận, để quý vị cũng như góp phần cho quý vị có cái nhìn theo cái góc nhìn của mình, và để cho cái góc nhìn nó được thực tế, nó được đa chiều, nó rộng rãi hơn. Thì thưa quý vị, thì tại sao tôi lại nhìn nhận nó rằng là đây là một vấn đề tập kích truyền thông? Bởi vì quý vị cũng biết rằng chỉ trong một thời, nếu tính theo cái Tết âm lịch, thì tính cho đến khi mà sự việc Chùa Ba Vàng, cái sự việc của Chùa Ba Vàng nó được bộc phát, thì vào khoảng ngày 15, 10, khoảng ngày 16, ngày 17 gì đó của tháng 3, dương lịch, nhưng mà nó cũng rơi vào khoảng 17, 18 gì đó của âm lịch, là tháng 2 âm lịch. Thì như vậy thì ta tính từ Tết âm lịch cho đến khi bùng nổ ra cái sự việc của Chùa Ba Vàng thì cũng chỉ trong thời gian có 40 ngày hoặc hơn 40 ngày, thì mà nó đã có tới 4 đợt tập kích truyền thông vào cái sự kiện của Phật giáo. Như vậy thì chúng ta có thể bình quân chỉ trong vòng cỡ 12 hoặc 13 ngày là có một đợt tập kích truyền thông. Đó là ta tính theo cái tỷ lệ bình quân. Đầu tiên nhất thì cái sự việc truyền thông, là trong đó nổi bật vẫn cái vấn đề truyền thông mà nổi bật để đánh vào cái sự việc tập kích vào, để dẫn cho đến tất cả các cái công luận mà tập kích vào cái Phật giáo đó, vẫn phải nói rằng đi tiên phong vẫn là tờ báo Lao Động và báo Tuổi Trẻ, sau đó là những cái kênh chính thống như là VT3, VT1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhất là sự kiện Chùa Ba Vàng đã làm cho tất cả các giới truyền thông, từ báo chí, từ báo nói, báo viết, báo điện tử, nghe nhìn, các phương tiện truyền thông nghe nhìn, và cả mạng xã hội từ trong nước đến ngoài nước, Facebook và YouTube, tất cả đều đi đâu chúng ta cũng thấy ra rã về vấn đề Chùa Ba Vàng. Thì bởi thế cho nên tôi mới gọi đây là một cuộc tập kích truyền thông, mà chỉ từ thời gian Tết đến nay chỉ trong vòng có hơn 40 ngày. Như tôi đã nói là chỉ bình quân cỡ 12 hoặc 13 ngày là có một lần. Lần đầu tiên là tập kích vào vấn đề cúng sao, sau đó là đến vấn đề là xây dựng chùa, và tiếp theo là thùng công đức, và đến sự việc của Chùa Ba Vàng. Thì thưa quý vị, trong tất cả những sự việc này có thể nói là đi tiên phong vẫn là báo Lao Động. Bây giờ thì tôi sẽ đi vào cái vấn đề cúng sao. Thưa quý vị, vấn đề cúng sao là một cái vấn đề hầu như nó đã đi vào cái tâm thức của tất cả người dân Việt Nam. Nó gần như trở thành một cái tín ngưỡng dân gian. Thì thực tế thì cúng sao nó không nằm trong cái triết lý nhà Phật, bởi vì trong nhà Phật nó không có cái khái niệm cúng sao. Nhưng mà sở dĩ cái vấn đề cúng sao nó lại tồn tại trong các chùa chiền và trong nhà Phật ở Việt Nam, bởi vì như chúng ta biết rằng Phật giáo là một tôn giáo nhập gia tùy tục, và tôn trọng tất cả các cái truyền thống văn hóa tín ngưỡng của những tôn giáo khác, của những dân tộc khác. Bởi thế cho nên khi Phật giáo truyền đến đâu thì họ đều tôn trọng cái quyền tín ngưỡng cũng như tất cả những cái văn hóa truyền thống của những dân tộc khác,
Cho nên khi nó được truyền vào Việt Nam thì cái vấn đề cúng sao thì nó cũng vẫn được và Phật giáo tôn trọng, bởi thế từ đó cho nên cái vấn đề cúng sao nó mới được có cái cơ hội đi đứng, có cái cơ hội cũng như có cái chỗ đứng vào trong nhà Phật. Và cho đến ngày hôm nay thì khi cái mức độ phát triển xã hội và cái kiến thức, cái tầm nhìn của con người trong xã hội đã nhìn thấy được nhiều cái vấn đề bất cập trong cái vấn đề cũng sao, nó đã thiếu đi cái sự tích cực và nó cũng như là nó thiếu đi cái sự văn minh trong cái sự khoa học tiến bộ. Thành thử cho nên vấn đề cũng sao nó cũng dần dần như muốn được phải bị loại bỏ ra khỏi xã hội. Bởi thế cho nên vấn đề này cũng cần phải được loại bỏ ra khỏi nhà chùa. Bởi thế cho nên một số cái tờ báo, các cái phương tiện truyền thông đã bắt đầu bước vào nhà chùa để lên tiếng nói, để đẩy lùi cái vấn đề này. Mà trên thực tế thì ngay cả trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong những năm gần đây cũng đã liên tục vấn đề đẩy cái vấn đề này ra khỏi nhà chùa, nhưng mà vấn đề này có vẻ là cũng chưa được quyết liệt lắm. Nhưng mà thôi thì ta tạm gác cái vấn đề cũng sao đó lại, là bởi vì rất nhiều người cho rằng đó là một cái hình thức mê tín dị đoan. Nhưng mà xin thưa thì nếu mà nói dị đoan thì có thật nó có đúng hay chưa, và nó có vấn đề đánh giá rằng cúng sao đó là một hình thức phản khoa học, mê tín dị đoan, thì vấn đề đó nó có đã thực sự là đúng hay chưa, thì ở đây bản thân tôi chưa muốn đề cập đến. Nhưng mà nói theo cái cách nói của một số nhà báo hiện nay, đó là một hình thức tuyên truyền mê tín dị đoan và một cách lấy tiền, móc tiền của ba tánh. Thì xin thưa tôi, xin thưa quý vị, trong cái bài nói chuyện hôm nay thì tôi không có mục đích là công kích Phật giáo hay cũng công kích một những cái tôn giáo khác, nhưng mà bản thân tôi thì tôi chỉ muốn đưa ra những cái ví dụ cụ thể, những một số cái vấn đề của cái một số những cái ví dụ cụ thể mà không riêng gì ở trong Phật giáo. Bởi vì như tôi đã nói ở trên thì cái vấn đề dân sao giải hạn thì nó không phải là của Phật giáo, và nó cũng không riêng gì trong Phật giáo, mà hầu như nó ở trong tất cả các ngõ ngách của dân gian Việt Nam. Thì cho nên những cái nơi thờ phượng ở Việt Nam của những tôn giáo khác mà có tính chất mang theo cái tính chất truyền thống thì đều có hình thức cúng sao, chứ không riêng gì Phật giáo. Bởi thế như ở bên Cao Đài, Hòa Hảo hay là một số cái đền nơi cái thờ phượng tín ngưỡng của những tín ngưỡng khác đều vẫn có tồn tại cái hiện tượng cúng sao, chứ không riêng gì của Phật giáo. Bởi thế cho nên cái vấn đề mà cứ đánh vào cúng sao và cứ đánh vào Phật giáo đó là một cái vấn đề sai lầm, mà cho rằng mê tín thì cũng chưa hẳn. Bởi vì theo tôi thiết nghĩ đó nó cũng là một hình thức gọi là tín ngưỡng dân gian, mà nó đã, tuy rằng nó có đúng hay không, nhưng ở một góc độ nào đó thì nó cũng đã đi sâu vào trong tiềm thức của cái con người Việt chúng ta, người Việt Nam chúng ta, mà được nhân dân Việt Nam chúng ta đã đón nhận từ bao đời nay. Còn chuyện đúng sai ở đây tôi không nói, nhưng mà cho rằng mê tín dị đoan cần phải loại trừ và lên án, mà bị lên án, mà nhất là trong trong đầu năm 2019 này, giới và truyền thông đã tấn công vào các chùa, chủ yếu là báo như báo Lao Động đã đi sâu vào vấn đề của chùa Phúc Khánh hay là chùa Trùng Khánh gì ở ngoài Hà Nội đấy, thì và cho rằng ở đây là có dịch vụ kinh doanh lấy tiền và mê tín dị đoan. Xin thưa quý vị, nếu mà nói rằng vấn đề mê tín dị đoan thì tôi thấy rằng đâu chỉ nếu như xếp cái vấn đề cúng sao vào mê tín dị đoan thì đâu chỉ riêng gì Phật giáo, mà như tôi đã nói ở trên thì hầu như tất cả các cơ sở tôn giáo khác và tín ngưỡng khác đều vẫn có cúng sao, ngoại trừ Công giáo và Tin lành. Nhưng nói về mê tín thì đâu phải như ở Công giáo và Tin lành, họ đâu phải là không có những vấn đề mê tín, họ còn có rất rất nhiều những cái mê tín khác. Như tất cả những cái lễ, như ở chẳng hạn như ở tín ngưỡng thờ mẫu, người ta cũng vẫn có những cái buổi lễ những cái lễ lên đồng hay là những cái lễ cầu hôn gì đó, hoặc là những cái đó nó cũng mang cái màu sắc mê tín, hoặc là đó là theo cái cách nhìn của tôi thôi. Còn hoặc là như ở Thiên Chúa giáo, người ta vẫn có những cái buổi lễ cầu hôn, hoặc là
và một số cái trong cái tín ngưỡng, ngay cả trong trong cái tín ngưỡng của Thiên Chúa giáo cũng có rất nhiều những cái tín ngưỡng nó mang cái tính chất cũng phản khoa học. Nhưng tại sao thì báo chí chúng ta không đi vào trong những cái cơ sở tôn giáo khác, những cái cơ sở tín ngưỡng khác, hoặc là những cái cơ sở mà chúng nơi mà được cũng có được màu mê tín đó, như tôi đã nói, để chúng ta phân phối những cái sự việc mê tín để móc tiền, mà lại cứ tập trung vào trong Phật giáo. Bởi thế cho nên tôi mới phải nói thấy rằng đây là có một cái vấn đề thật ra trong giới truyền thông đang nhằm vào Phật giáo, chứ không phải là cái chính, không phải là để bài trừ mê tín dị đoan, mà cái chính là để tấn công Phật giáo. Bởi vì như tôi đã nói ở trên, chỉ trong vòng 40 ngày, hơn 40 ngày mà đã có 4 đợt tập kích truyền thông. Tiếp tục là đến cái vấn đề thứ hai, là cái vấn đề đợt tập kích thứ hai là tập kích vào cái thôn Phước Sương. Và cũng báo chí cũng rất là lao nhau về cái vấn đề cái thùng Phước Sương ở các cái nơi thờ phượng chùa chiền và những cái nơi thờ phượng tâm linh, và họ cho rằng những cái thùng Phước Sương này là để một cách không hợp lý và thiếu văn minh, hay là moi tiền nọ kia vân vân. Xin thưa quý vị, thì theo cái cách nhìn cũng như cái cách nghĩ của tôi, nếu mà nói rằng các cái thùng Phước Sương để đó là một cách moi tiền của bá tánh, thì tôi thấy nó cũng không chưa đúng lắm. Bởi vì thực chất ra cái thùng Phước Sương nó được để ở những cái nơi tín ngưỡng thờ phượng tín ngưỡng đó, thì mọi người được cái quyền tự do lựa chọn của những người đến đó để tham quan du lịch, hoặc là vì cái nhu cầu tâm linh gì đó, họ có quyền mà ủng hộ bỏ vào thùng Phước Sương 10.000, 20.000 hay là 50.000, 100.000 gì đó. Đó là quyền của người ta. Và họ dù cho họ có cho vào thùng Phước Sương hay không cho vào thùng Phước Sương thì cũng chẳng ai có quyền lên tiếng. Họ đó là một hình thức hoàn toàn tự nguyện, thì không có gì đâu mà phải có gì đâu mà mọi người phải báo chí phải làm ầm ĩ lên án. Trong khi đó tôi lấy một cái ví dụ điển hình như ở Thiên Chúa giáo, người ta cũng có như ở Thiên Chúa giáo thì hàng tuần vào trong các cái buổi lễ hàng tuần trong cả năm, thì các cái em bên ca đoàn cầm cái rổ đi từng hàng ghế đưa tặng mặt từng người để mà những cái vị tín hữu đi lễ đó ở nhà thờ, thì bỏ tiền vào trong bỏ tiền vào trong rổ. Rồi hoặc như ở Hội Thánh Tin Lành thì cầm cái vợt, hình thức là một hình thức cũng tương tự như là cầm cái vợt cũng đi từng hàng ghế, thì để đưa vào từng hàng ghế để cho mọi người bỏ tiền. Như vậy thì giữa cái thùng Phước Sương để đặt tại chỗ và cái bưng rổ và cái cầm vợt đó, thì chúng ta thấy cái nào nó mang tính chất moi tiền hơn ấy? Thế mà có báo chí nào dám đi vào trong những cái phương tiện truyền, những cái nơi tín ngưỡng ở nhà thờ hoặc là Hội Thánh Tin Lành để chúng ta để mà lên tiếng cái sự việc này, cho rằng đó là một cái hình thức moi tiền. Thậm chí như tôi thấy ở bên Thiên Chúa giáo, người ta còn có những cái hình thức gọi là trong các cái buổi lễ mà của giáo dân mà muốn xin lễ để xin lễ gì đó, thì người ta còn ấn định cả giá là 250 hoặc 300.000 một lễ, cứ như vậy mà đóng một lễ thì 250 hoặc 300.000. Như vậy thì cứ một nhà nào đó mà muốn xin cỡ ba lễ thì cũng phải đóng lên cả tiền triệu. Đấy. Thành thử nếu hoặc là như ở bên Tin Lành có một số hệ phái, người ta cũng quy định trong theo Kinh Thánh, tín đồ phải đóng thu nhập 1/10 tính tổng thu nhập trên cả năm, hoặc là và mỗi lần thu nhập như vậy, và những cái thu nhập đó được tính trong cả năm, cứ mỗi lần có thu thì đều được tính, và thu nhập và phải đóng cái thu nhập trên 1/10 đấy. Thì như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng cái nào nó moi tiền hình ghê hơn, nhưng mà có cái phương tiện báo chí truyền thông nào đã vào cuộc mà đã để mà lên tiếng về cái sự việc này không? Như vậy thì cái vấn đề cái thùng Phước Sương để ở những cái nơi thờ phượng tín ngưỡng thì mà nói rằng đây là một cách moi tiền thì tôi thấy nó cũng hoàn toàn không không đúng và không được phù hợp cho lắm. Và
như tôi đã giải bài ở trên, thì ở những cái tôn giáo khác, cái vấn đề mà để cho cái tín hữu của mình gửi tiền móc hầu bao ra, nó còn nặng nề hơn cả cái vấn đề của cái thùng phước xương ấy. Thế nhưng có báo chí nào dám đi phanh phui những vụ đó đâu, mà tôi thấy rằng cứ đi thẳng vào Phật giáo. Như vậy thì có phải rằng đây là một cuộc không phải là bài trừ mê tín gì đó, mà là một cái cuộc tập kích truyền thông thẳng vào Phật giáo? Đó là theo cái cách nhìn và cái cách nghĩ của tôi, nó là như vậy. Đây là một cuộc tập kích truyền thông rất là rõ ràng. Và tiếp đến là ta nói về cái vấn đề thứ ba, đó là vấn đề xây dựng. Thì chỉ sau cái đợt tập kích vào cái vấn đề cái thùng phước xương thì thời gian cũng chẳng bao lâu, thì báo chí lại bắt đầu tấn công vào cái vấn đề xây dựng chùa chiền, nào là chùa Bãi Đính Ninh Bình, nào là chùa Tam Trúc Hà Nam, rồi nào là chùa Ba Vàng Quảng Ninh, rồi vân vân. Thì họ cho luôn công kích rằng đó là một cái cách đã lãng phí tiền bạc và của công, rồi tài sản của nhà nước quốc gia, rồi của bá tánh gì vân vân. Nói chung là báo chí thì đưa ra đủ vấn đề để mà nói chung là này nọ lọ chai đủ thứ, rất là nhiều cách để mà họ cho rằng cái vấn đề xây chùa là nó không đúng không nên. Nhưng xin thưa thật quý vị, tôi cũng đưa ra một cái dẫn chứng, vấn đề xây dựng những cái cơ sở tín ngưỡng tôn giáo thì không riêng gì Phật giáo, mà tôi xin nói thật rằng là ở miền Bắc thì mà tất cả những cái tín ngưỡng, những cái tôn giáo khác họ đều có xây dựng, họ đều xây dựng những cái cơ sở tôn giáo của họ một cách rất là hoành tráng, rất là to lớn và xinh đẹp, mà thậm chí là rất là nhiều. Xin thưa, như có lẽ như bản thân tôi thì tôi chưa đi nhiều ra phía ngoài miền Bắc nên tôi không được rành cho lắm, nhưng mà nếu như quý vị nào thử ở miền Nam hoặc ở miền Trung mà chúng ta đi dạo một vòng đó đây ở miền Nam miền Trung, chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều những cái nhà thờ công giáo, hoặc là những cái nhà nơi thờ phượng tín ngưỡng của những cái tôn giáo khác, hoặc là những cái hội thánh tin lành. Chúng ta sẽ thấy được rất là rõ cái vấn đề là cái vấn đề xây dựng các cái cơ sở tôn giáo này, họ được xây dựng rất là hoành tráng, rất là to, rất là đẹp, và thậm chí là rất là nhiều những cái cơ sở như vậy được mọc lên. Và những cái cơ sở đó phải nói là hết sức là to lớn, có cái tính chất vĩ mô rất là lớn. Như vậy thì nếu như vậy mà đem ra so sánh với Phật giáo, chỉ vài cái ngôi chùa to đẹp mà đang được xây dựng mà chúng ta có thể, mà báo chí mà cứ đề cập đến, thì chỉ có thực tế mà nói thì nó cũng chỉ được đếm trên đầu ngón tay. Thực tế thì nó chỉ được đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Như vậy thì thưa quý vị, thì theo cái quan điểm và cái cách nhìn của tôi thì có thể nói rằng cái vấn đề mà xây dựng chùa lớn, chùa đẹp đó thì so ra, theo cái cách nhìn của tôi, nếu mà đem ra mà so ra thì Phật giáo chỉ gọi những tôn giáo khác, điển hình như Thiên Chúa giáo và Tin Lành, thì Phật giáo phải gọi những tôn giáo đó là những bậc đàn anh, những anh cả trong vấn đề xây dựng. Bởi vì thực tế những ngôi nhà thờ, những ngôi thánh đường, những cái hội thánh người ta được xây dựng rất là nhiều và rất là lớn, rất là đẹp. Đấy, thì so với những cái cơ sở của Phật giáo, thì chỉ được đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Như vậy thì cái vấn đề này nó không thể được xem như mà báo chí lại lên tiếng, thì tôi thấy nó có phần nó là quá đáng, nó có phần là quá đáng cho Phật giáo. Bởi vì thực tế những cái cơ sở tôn giáo của Phật giáo thì nó chỉ được đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Và bởi thế cho nên cái vấn đề cái thùng phước xương cũng như cái vấn đề xây dựng chùa, thì tôi thấy đây là hai cái vấn đề mà báo chí vào cuộc, tôi thấy nó không được thực tế cho lắm, nó không có cái gì để đáng để mà nói cả. Cho nên
Nếu mà đã nói là nó không đáng gì mà lại cứ báo chí cứ làm quá lên thì đây có phải là vấn đề mà giới báo chí đang có cái xu hướng tập kích truyền thông vào Phật giáo hay không? Tập kích vào Phật giáo chứ không phải là cái vấn đề bài trừ máy tính hay là cái vì cái lợi ích xã hội gì nọ nọ kia. Bởi vì như tôi nói cái thùng phước xương, cái thùng công đức thì rõ ràng chúng ta thấy rất là rõ ràng, thì đâu phải gì riêng gì Phật giáo mới có, những tôn giáo khác cũng có. Và mà tại sao không bị nói, hoặc là thậm chí như cái hoặc là thậm chí như là cái vấn đề xây dựng, thì tôi thấy những cái cơ sở hội thánh, nhà thờ, những cái giáo đường được mọc lên rất là to, rất là đẹp, rất là khang trang, cũng chẳng thấy ai nói gì đến vấn đề này. Như vậy rõ ràng cho chúng thông qua vấn đề này để cho chúng ta thấy một điều rất là rõ ràng, đây là một cái vấn đề mà phải nói rằng họ chỉ nhằm vào tập kích truyền thông vào Phật giáo, chứ không phải là vì một cái lợi ích chung cho đất nước, cho xã hội gì cả. Tiếp theo là cái vấn đề thứ ba là cái sự kiện của chùa Ba Vàng. Thì nói về cái sự kiện chùa Ba Vàng thì chúng ta như ở clip đầu tiên thì tôi cũng đã nói rồi, và cũng như thì nhân cái vấn đề này tôi nói thêm cái sự kiện thứ tư của cái vấn đề của chùa Ba Vàng, thì chủ yếu là nói về vấn đề là trục lợi hoặc là mê tín dị đoan và trục lợi. Thì xin thưa quý vị, nếu như nói về cái sự kiện ở chùa Ba Vàng, đó là một cái sự kiện của vấn đề mang tính chất mê tín dị đoan, thì như tôi đã nói ở trên thì có rất nhiều những cái mê tín dị đoan và trục lợi moi tiền. Thì tôi thì nói thật rằng không riêng gì trong Phật giáo mà những tôn giáo khác đều có những cái hình thức trục lợi như thế, để moi tiền của bá tánh như thế, của tín đồ như thế. Nhưng chẳng khi nào tôi thấy những cái cơ quan truyền thông lại đặt nặng về vấn đề của những tôn giáo khác. Tôi nói điển hình, nếu mà nói về chẳng hạn như nói về cái vấn đề tụ tập đông người gây mất trật tự đồ nọ kia, thì tôi thấy điển hình, tôi cũng lấy một cái ví dụ về phía bên Thiên Chúa Giáo, như tại cái nhà thờ Tắc Sậy ở tỉnh Bạc Liêu, là nơi mà hàng năm đến cái ngày lễ giỗ của ông linh mục Trương Bửu Diệp. Xin thưa quý vị, nhân đây thì tôi cũng nói thêm là đối với cái tín ngưỡng Thiên Chúa Giáo thì trước đây là không hề có tín ngưỡng thờ cúng, nhưng mà bay chỉ vì để cho phù hợp với cái thực tế của xã hội và cái văn hóa Việt Nam thì giáo hội phải tự chuyển mình rồi thờ cúng. Chứ thật ra đối với cái tín ngưỡng bản cổ truyền thì người Thiên Chúa Giáo không hề có cái tín ngưỡng thờ cúng, mà trước đây Thiên Chúa Giáo cũng từng bác bỏ và cũng từng hất đổ cái bàn thờ tổ tiên, và chỉ mới đây thì họ mới lục sau cái cộng đồng Vatican II thì mới bắt đầu chuyển hóa và lục tục lập bàn thờ tổ tiên trở lại mà thôi. Quay lại cái vấn đề của tại nhà thờ Tắc Sậy của ông Trương Bửu Diệp, hàng năm đến cái ngày lễ giỗ đó thì cái số lượng người đến đó vô cùng đông, đông mà có thể cái tầm lễ quốc gia ngày 30 tháng 4 chúng ta cũng chưa tưởng tượng được số người nó có thể đông và đến như vậy. Và vấn đề an ninh trật tự ở đây cũng chưa bao giờ được bảo đảm. Và nhất là ở đây cũng từng tuyên truyền về vấn đề chữa bệnh một cách vô lý, nhưng ở đây cũng chưa bao giờ thấy báo. Và chính vì vậy cho nên đã thu hút được một cái số lượng tiền cũng rất lớn, và cũng chưa bao giờ thấy báo chí lại đi vào cuộc để phanh phui những vụ này. Và thực tế như chúng ta thấy điển hình như tại thành phố Hồ Chí Minh ở huyện Nhà Bè, nơi mà gọi là lòng Chúa thương xót của ông linh mục Trần Đình Long, nơi mà cũng hằng cả suốt mấy năm nay cũng thu hút một cái lượng người đến rất là đông, thu hút một cái lượng người đến rất là đông để mà chữa bệnh bằng một cái hình thức hết sức là mê tín, mà đó là chỉ sờ tay lên đầu thì tất cả mọi bệnh đều hết. Mà ông linh mục Trần Đình Long này đã chữa bệnh cho không biết là cái cách dàn dựng của ông như thế nào mà có rất nhiều người đứng lên để làm chứng lòng Chúa thương xót khi họ chữa bệnh bớt, mà gần như tất cả các bệnh
từ vô sinh, từ bệnh vô sinh cho đến bệnh nghiện ngập, rồi ma ám bại liệt, rồi tim gan phè phổi, vân vân và vân vân, hầu như tất cả các bệnh đều khi mà đến với ông linh mục Trần Đình Long thì hầu như tất cả các bệnh được ông sờ đầu và bất bệnh, và trong đó đã từng làm dậy sóng cái luận dư luận xã hội, đó là có rất nhiều những cái những cái vị nhà sư, sư thầy, sư cô gì đó đến để ông Long xoa đầu chữa bệnh. Và cái sự kiện này đã gây lên một cái phản cảm mà trong giới cộng đồng, giới Phật tử họ đã rất là hoang mang và thắc mắc điều này, làm cho báo Giác Ngộ phải vào cuộc, và cũng như là báo Phật tử online đã vào cuộc, thì họ đã vạch ra được cái sự việc rằng hầu như tất cả những cái người mà gọi là sư cô, sư thầy gì đó đến với ông Long là toàn là những người giả dối, và không có bất cứ một người nào là thực sự là chân tu và là những vị tu sĩ thực sự của Phật giáo cả. Như vậy, đi qua điều này để chứng tỏ rằng cái ông Long đã làm một cái sự việc dối trá, lừa bịp, và cũng đã từng có những người xưng hô rằng là mình mấy mươi năm tuổi đảng cũng đã đến đây được ông Long chữa bệnh bằng cách sờ đầu. Và mới gần đây nhất là có một vị đã từng cũng đã xưng hô là mình là đại úy công an, đại úy quân y, bộ đội quân y, là vị đại úy này là đang làm bác sĩ quân y ấy, thế mà cũng đã đến để cho ông Long xoa đầu chữa bệnh và đứng lên làm chứng lòng Chúa thương xót. Khi xem cái đoạn clip này, tôi cảm thấy nó có nhiều gì đó nó hơi nực cười, và tôi cảm thấy rằng đây là một sự nhục mạ cho ngành quân y Việt Nam. Bởi vì ngành quân y Việt Nam mà một vị bác sĩ quân y mà phải đến cho ông linh mục Trần Đình Long xoa đầu để chữa bệnh, thì đây là phải nói là thực sự đây là một cái tác hay là một cái nỗi nhục cho ngành quân y Việt Nam, nếu mà đúng sự thật là như vậy. Ấy thế mà tôi thấy chỉ có riêng báo Giác Ngộ họ đã đi phanh phui về những cái sự kiện mà về những cái vị sư cô sư thầy đến đó, và còn mà đã phanh phui được là những sự kiện đó toàn là những sự giả dối mà do ông Trần Đình Long tạo dựng lên. Còn riêng cái sự vụ về cái vị bác sĩ quân y, bác sĩ mang quân hàm đại úy, thì gần như báo chí chính thống của nhà nước chúng ta chưa có bất cứ một tờ báo nào đã vào cuộc để làm sáng tỏ sự việc này, để có cái gọi là trả lại cái sự trong sáng cho ngành quân y cũng như cho những cái ngành quân đội nhân dân Việt Nam đó. Như vậy, qua cái sự việc này thì xin thưa quý vị, chúng ta thấy được một điều: tại sao những cái sự việc bất cập như vậy, báo Tuổi Trẻ, báo Lao Động, VTV1, VTV3 và tất cả những tờ báo khác như Dân Trí, Tin Nhanh 24 giờ gì đó vân vân, không vào cuộc, không làm sáng tỏ những sự việc này, hoặc là có vào thì cũng quá yếu ớt. Mà có những cái sự việc mà tôi vừa nói là gần như chưa vào cuộc, chưa hề vào cuộc. Bởi thế mà nếu mà đem những cái sự việc này ra để mà tôi so sánh, thì những bốn cái sự việc mà báo chí đã tập trung vào nhà chùa từ Tết âm lịch đến nay mà đem so ra với những cái bất cập trong xã hội thì thật sự chưa có thấm gì. Tôi xin thưa quý vị, tôi cũng xin nói lại một lần nữa là hôm nay tôi không nhằm mục đích là để công kích Phật giáo hay những tôn giáo khác, hay là công kích vào Thiên Chúa giáo, mà mục đích chính của tôi đem những vấn đề này ra là để so sánh cho quý vị thấy rằng những cái sự việc xảy ra mà do báo chí phanh phui đối với Phật giáo trong thời gian gần đây, thì tôi thấy quả thật đối với tôi thì tôi thấy cũng đó, thực sự đây cũng là một cái tín hiệu mừng. Tôi cũng rất vui nếu báo chí phanh phui được những sự việc tiêu cực đó của nhà Phật ra để làm góp phần làm trong sáng nhà Phật, giữ được cái vấn đề trong sạch, cái vấn đề trang nghiêm trong chốn thiền môn. Đây là một điều, một tín hiệu vui, một điều rất mừng.
Nhưng đây, nếu như thật sự những nhà báo có tâm để đi làm những việc đó, thì điều đó tôi thật sự tôi cũng rất mừng. Và tôi cũng thán phục những nhà báo đã có tâm để làm trong sạch chốn thị môn. Nhưng tôi không tin rằng đây là các cái vị nhà báo này làm việc bằng một cái tâm trong sáng, bằng cái tâm sự thật của mình, mà đây là có vấn đề. Bởi vì theo tôi thấy rất là rõ ràng, có những sự việc còn nghiêm trọng hơn rất là nhiều. Thì tại sao báo chí lại không lên tiếng? Chẳng hạn tôi đưa ra một cái ví dụ, như chẳng hạn như cái sự việc lấn chiếm đất đai của giáo xứ Thái Hà tại khu vực Nhà Chung, đã là lấn chiếm đất đai cái khu vực mà xây trường tiểu học Tràng An đó. Và chính và những các vị linh mục ở đây đã kích động giáo dân và đi chống đối chính quyền và cho rằng là chính quyền cướp đất để làm cho cái vấn đề xây dựng trường tiểu học Tràng An cho đến ngày hôm nay cũng chưa được xây dựng một cách mỹ mãn. Rồi một số vị linh mục ở miền Trung, đã kích động giáo dân chiếm đất nông nghiệp để xây dựng trường, để xây dựng những cái cơ sở tôn giáo. Hoặc là như linh mục Nguyễn Đình Thục đã chiếm cả cái dòng sông, đã chiếm nửa cái dòng sông, đã ngăn ách tắc dòng chảy để xây dựng những cái cơ sở tôn giáo một cách trái phép như thế. Nhưng mà tại sao cơ quan chức năng cũng không vào cuộc, báo Lao Động cũng không vào cuộc? Rồi rất nhiều những cái vụ việc chiếm đất khác, rồi kích động dân tấn công vào những cái cơ quan chức năng của nhà nước, những cái nơi công quyền của nhà nước, rồi là kích động giáo dân chặn quốc lộ, ách tắc giao thông. Đấy, những cái sự việc như vậy thì báo chí cũng không vào cuộc, hoặc là vào cuộc một cách rất là dè dặt, rồi lại như là rồi lại đánh chìm nó xuống. Đấy. Thậm chí như những cái vụ mà giáo dân, những cái vị linh mục kích động giáo dân biểu tình chống lại chính quyền nọ kia, rồi tấn công vào những cái cơ quan chức năng, chặn quốc lộ đấy, thì báo chí vào cuộc thì nói một cách rất là dè dặt, thậm chí là còn có cái sự né tránh. Tôi nhớ không lầm thì khi một số báo chí trung tâm truyền thông nhà nước VTV3 cũng nói rằng là khi đưa tin về cái vấn đề này, bảo là người dân xuống đường. Xin thưa quý vị, người dân xuống đường có nghĩa là trong đó có tôi, có những tín đồ của những tôn giáo khác, có những người lương dân, và thậm chí là rất rất nhiều trong đó có tất cả các quý vị nữa, đúng không ạ? Bởi vì báo chí nói là người dân xuống đường. Xin thưa, rõ ràng là báo chí đã nói bằng một cái lời nói thiếu trung thực, bà bảo rằng là người dân xuống đường, nhưng thực tế cái này không phải người dân xuống đường, mà phải nói cho chính xác là tín đồ, một số tín đồ của một số cơ sở tôn giáo do những linh mục kích động xuống đường, chứ không thể nói người dân. Nhưng báo, khi tôi thấy phương tiện báo chí nói thì nói là người dân xuống đường, ngay cả trung tâm báo chí hàng đầu của nhà nước là V3V1 cũng nói là người dân xuống đường. Rõ ràng nói người dân xuống đường thì bao trùm hết tất cả, đây là một cách nói né tránh sự thật mà chụp mũ cho tất cả những người dân khác. Bởi vì đây chỉ là một số giáo dân xuống đường, chứ làm gì có người dân xuống đường. Và chẳng hạn như ở trong miền Nam thì chúng ta thấy rất là rõ, như ông linh mục Nguyễn Ngọc ông linh mục và Nguyễn Duy Tân là người chống đối chính quyền rất là quyết liệt, nhục mạ cả lãnh tụ, xúc phạm chính quyền, mỉa mai chính quyền, đòi lật đổ chế độ. Hoặc là điển hình như là dòng chúa cứu thế tại 38 Kỳ Đồng, nơi mà ông linh mục Lê Ngọc Thanh, Trương Hoàng Vũ đó, nơi đó là cái nơi mà hàng năm đều tổ chức cái lễ tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Đó là một sự thách thức chế độ, thách thức chính quyền, ngang nhiên tổ chức một cái chế độ làm tay sai cho thực dân, một cái chế độ mà trước đây là đã từng cầm súng chĩa thẳng vào chế độ hiện nay ấy. Thế xem như đây là một sự thách thức chính quyền rất là ngang nhiên. Họ hàng năm họ đều tổ chức cái lễ
tri ân thương phía bên Việt Nam Cộng Hòa. Đây là một sự thách thức rất là rõ ràng với chính quyền, thách thức với chế độ. Ấy thế có báo chí nào dám vào cuộc không? Nhiều cái lời phát biểu của ông Trương Ngọc của ông Trương Hoàng Vũ cũng như là của ông Nguyễn Ngọc Thanh, ông Lê Ngọc Thanh có cái tính chất nhục mạ chính quyền, sỉ vả chính quyền một cách rất là công khai. Ấy thế có bất cứ một cái cơ quan báo chí truyền thông nào đã vào cuộc để là sáng tỏ sự việc này lên chưa? Tôi thấy hầu như là chưa có. Điều này để chứng, để thông qua những cái sự việc này, thông qua những cái sự việc này, thưa quý vị, tại sao tôi nói là cuộc tập kích truyền thông? Bởi vì như quý vị đã thấy, tôi đưa ra rất nhiều những cái dẫn chứng, những cái ví dụ trong xã hội từ những tôn giáo khác để cho quý vị thấy rất là rõ ràng. Nó còn trầm trọng hơn, nó ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền, của nhà nước, của nhân dân, của chế độ. Nó có nguy cơ như thế. Mà tại sao báo chí không vào cuộc, hoặc là vào cuộc một cách rất là yếu ớt, rất là qua loa, để rồi tất cả mọi sự việc đều bị chìm xuống. Trong khi cái sự việc chúng ta thấy mà báo chí đi làm rất là rùm beng trong thời gian gần đây, như tôi đã nói, như sự việc cúng sao hay là thùng phước xương hay là xây chùa gì đó, hay ngay cả cái những cái tiêu cực đó, thì cũng chỉ là những cái vấn đề tiêu cực trong Phật giáo thôi. Thì báo chí làm một cách quá rùm beng, quá lớn, mà có thể gần như là đã hạ gục Phật giáo, cái uy tín của Phật giáo trong cái thời gian vừa qua. Như vậy, so ra với những cái bất cập mà tôi đưa ra, nó có cái tính chất mà ảnh hưởng đến chính quyền, ảnh hưởng đến chế độ, ảnh hưởng đến cái nền an ninh quốc gia luôn, thì báo chí gần như nói né, nói tránh, hoặc là lên tiếng một cách rất là rời rạc. Như vậy, thưa quý vị và thưa các bạn, như vậy cái mà tôi gọi là cuộc tập kích truyền thông vào Phật giáo là đúng hay sai? Thì cái vấn đề này tôi xin nhường lại cho quý vị, và tôi chỉ là những người đưa ra một số cái giả thuyết, chỉ số một cái ví dụ để cho so sánh, để cho quý vị nhìn thấy được cái sự thật của vấn đề này, nó có hay không trong cái vấn đề tập kích truyền thông Phật giáo. Trong khi đó có rất nhiều cái sự kiện mà đáng nói hơn thì báo chí lại rất là lặng lẽ. Thì xin thưa quý vị, thì bài nói chuyện của tôi đến đây, tôi cũng xin tạm dừng lại, và cũng tất cả mọi cái vấn đề, sự thật của vấn đề tập kích truyền thông này, nó đúng hay không, nó như thế nào, thì xin nhường lại cho quý vị thính giả của kênh. Khi nghe những cái điều mà tôi phân tích thì sẽ có cái nhìn nhận của quý vị nó đa chiều hơn. Còn với bản thân tôi thì tôi cho rằng đây thực sự là cuộc tập kích truyền thông nhằm thẳng vào Phật giáo, chứ không phải là để bài trừ mê tín dị đoan hay là những cái bất cập, những cái điều mà nó tồn động ở trong Phật giáo, những cái vấn đề không tốt đẹp. Và tôi xin quý vị hãy tiếp tục theo dõi cái phần một cái bài nói chuyện tiếp theo trong clip sau. Sau cái clip này tôi sẽ nói về cái vấn đề thứ ba mà tôi nhìn nhận, đó là cái âm mưu đánh phá Việt Nam mà chủ yếu là nhằm vào Phật giáo, thì có hay không trong cái vấn đề âm mưu trong cái sự việc đánh phá nhà nước Việt Nam mà chỉ dựa vào Phật giáo trong thời gian qua. Thì xin quý vị hãy tiếp tục theo dõi cái clip sau và bài nói chuyện sau của tôi sau cái clip này. Tôi xin thân ái chào quý khán giả. Thêm một ngày biển lặng mà lòng người dẫn động, trong lòng người